Công an huyện Nông Cống, Thanh Hóa đang điều tra vụ xô xát nổ súng tại xã Hoàng Sơn khiến 3 người bị thương. Sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 31 tháng 8 khi anh Cao Đình Việt cùng 3 người bạn thuê taxi đến nhà người quen ở xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Lúc đến đầu làng, nhóm anh Việt đã bị 10 thanh niên bịt mặt mang theo dao kiếm và súng hoa cải tấn công. Đám đông ném vỡ kính xe, bắn nhiều phát đạn vào bên trong khiến anh Việt và 2 người bạn bị thương ở vùng đầu, lưng và tay. Sau đó, nhóm thanh niên đã lên 2 ô tô tẩu thoát. Hiện 3 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.